Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai chuỗi hoạt động đa dạng, đảm bảo thiết thực hiệu quả, qua đó động viên và khích lệ để cán bộ đoàn viên người lao động vượt qua mọi khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Phiên chợ công nhân là hoạt động mở màn và trọng tâm trong chuỗi hoạt động tháng công nhân. Với 3 phiên chợ được tổ chức, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã hỗ trợ gần 40.000 phiếu mua hàng miễn phí cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngay tại buổi lễ phát động tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 44 nhà máy ấm công đoàn với kinh phí 1 tỷ 450 triệu đồng. Nhận được cái phiếu như thế này thì cảm thấy vinh dự và vui vẻ. Cảm ơn Liên đoàn Lao động đã tạo điều kiện cho công nhân. Đồng loạt, các hoạt động sôi nổi khí thế đã diễn ra thường xuyên trong suốt tháng công nhân là hội thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, hội thao công nhân viên chức lao động lần thứ 12 năm 2022, phát động cuộc thi viết về mô hình tấm gương người tốt việc tốt trong phong trào công nhân viên chức lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2022, chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, theo định hướng của Liên đoàn Lao động thành phố, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tập trung chăm lo đời sống văn hóa tinh thần và vật chất cho người lao động. Trong đó, nhận thấy công nhân có di chứng hậu COVID-19 nên Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã tổ chức nhiều đợt tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 cho đoàn viên người lao động. Hướng đến các cái chủ doanh nghiệp cũng như các cái bộ phận y tế cũng như của công đoàn để có một số cái kiến thức nhất định cơ bản. Để qua các bộ phận đó thì họ sẽ có thể tư vấn trực tiếp, hoặc là chúng tôi có những cái hình thức như là gửi đường link hoặc là những nhóm Zalo để tư vấn trực tiếp cho người lao động để có cái điều kiện tốt hơn để chăm sóc sức khỏe. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi muốn nâng cao cái ý thức của doanh nghiệp để quan tâm tới cái sức khỏe của công nhân lao động. Liên đoàn Lao động thành phố cho biết trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế xã hội đang dần được khôi phục, thì lao động việc làm của người lao động là vấn đề mà đơn vị quan tâm. Vì trong suốt 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, đời sống thu nhập của người lao động thật sự khó khăn. Cho nên là Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã có cái chỉ đạo đối với các cấp công đoàn phải quan tâm thêm việc chăm lo thêm đời sống của người lao động, tổ chức các cái buổi đối thoại thương lượng để quan tâm đến những vấn đề tiền lương của người lao động, rồi việc làm thêm giờ, rồi các cái chế độ chính sách khác của các cái doanh nghiệp dành cho người lao động. Năm 2022 là năm thứ 12 tổ chức hoạt động tháng công nhân, tháng dành cho người lao động, với chủ hoạt động tập trung vào việc chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố đã thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam.